À, đây. Mà xin nha. Rồi chú Bay, thì đây là cái phần tiền 50 triệu để gửi cho anh thầu xây dựng ha chú Bay ha. Ở đây con gửi là có gì chú gửi cho ảnh giùm con, coi như trong khoảng thời gian làm đó như thế nào đó chú lo liệu giùm con ha. Đây đây là 50 triệu chú gửi cho con nha. Đâu con điểm rồi, lật ra điểm rồi. Đó giờ có cầm số tiền nhiều vậy chưa? Một. Đếm từng tờ đi mới được. Đếm từng tờ. Một, hai, ba. Con đưa trong nội con đi. Con đưa không, con đếm từng tờ con đưa trong nội đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai, bốn mươi ba, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm, bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi bốn, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi bốn, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai, bảy mươi ba, bảy mươi bốn, bảy mươi lăm, bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, bảy mươi tám, bảy mươi chín, tám mươi, tám mươi mốt, tám mươi hai, tám mươi ba, tám mươi bốn, tám mươi lăm, tám mươi sáu, tám mươi bảy, tám mươi tám, tám mươi chín, chín mươi, chín mươi mốt, chín mươi hai, chín mươi ba, chín mươi bốn, chín mươi lăm, chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm. Một trăm tờ là nhiêu tiền? Là 50 triệu. Hả? Con bây giờ có cầm số tiền bự vậy chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Điếm chưa. Đó. Cũng có bàn giao cho anh chính cái số tiền là 50 triệu rồi ha. Cái phần tiền này á là bao gồm có 60 triệu là bên phần của Đạt á chú Ba ha. Còn lại là bên Mạnh Thường Quân, bên con cùng nhau giúp đỡ cho chú để xây dựng căn nhà đó lên. Thì số tiền lần thứ hai và trao á thì khi mà lấy trao bao nhiêu nữa, còn thiếu bao nhiêu thì con sẽ đưa vô ha. Với lại hôm bữa nghe bé Danh nói nè, con xin chú gì đâu, nói chú nghe ơi. Xin chú hộp thuốc cho ai, nói chú nghe ơi. Cho ông Bảy. Xin cho ông Bảy hả? À, ông Bảy ở đâu con? Là ông Bảy bị gì mà con xin cho ông Bảy? Hôm bữa nhờ đến. Đau lưng. À, ông Bảy bị đau lưng. Bé Danh tuy là không có đi đứng được, nhưng mà trong lòng của bé lúc nào cũng muốn nghĩ tới người khác và rất là thương luôn. Thì hôm nay là có một người cô thực hiện cái ước nguyện của con. Có vui không? Dạ vui. Thì hôm nay cô đó cũng gửi cho chú là một hộp thuốc này. Đây là hộp viên ngải đen và ngải chống độc đã nén thành viên nang sẵn đó của chú anh chị. Công dụng của nó là giúp đào thải chất độc trong cơ thể ra ngoài nè, với lại là giúp mình ăn được ngủ được, rồi hỗ trợ về vấn đề xương khớp như là thoát vị địa điểm, đau nhức xương khớp. Ngoài ra còn hỗ trợ về bao tử nữa, rất là tốt. Chú Ba với lại bé Danh uống mấy này thấy cải thiện rất là tốt luôn á. Cái cổ của bé Danh lúc trước là không có quay qua đây được lắm chú Ba. Là nó niễn một bên thôi. Mà khi sử dụng rồi thì bây giờ là cái cổ rất là linh hoạt. Rồi con còn thuốc uống không? Còn. À còn ha. Rồi vậy bây giờ là tặng cho con một hộp để cho con gửi tặng cho ông Bảy nha. Rồi giờ con nhìn lên đây con cảm ơn ông bà đi. Không rồi không rồi, dùng thuốc bây giờ cảm giác rồi. Sao rồi ông nội? Thấy nó khỏe, nó hết bệnh, không nó còn đau nhức như hồi trước.
Là, chú ba là cũng mắc cái căn bệnh đó là mất ngủ, rồi thêm một cái nữa là đau nhức mình mẩy, rồi bây giờ là thấy là đỡ nhiều rồi ha. Đỡ nhiều dạ. Dạ. Còn thuốc uống nữa. Dạ. Thì có cô chú anh chị nói là nhờ uống thuốc mà bé Danh được vậy nè, chú cũng cố gắng cho bé uống, đừng có ngưng chú ba ha. Dạ. Nó uống thường ngày, nó kiềm kiềm nó uống hoài chứ dạ. Nó bỏ được. Nó thấy nó cũng giật giảm được phần nào. Tại vì cái này á là 100% là thảo mộc tự nhiên, nó không có gây hại gì cho sức khỏe chứ á. Uống vô là nó giúp mình cơ thể của mình khỏe mạnh thôi, chứ nó không có hại. Nó thấy Danh rồi dùng thuốc đó giờ nó thấy nó ăn được ngủ được đó. Dạ hả? Dạ. Sức khỏe nó cũng cường tráng. Với lại cô chú còn bình luận nói là bé Danh thấy tròn hơn nữa nè. Chú thấy ổng có nặng hơn không? Nặng rồi. Mỗi lần nói là gì nè, con ăn ít lại con giảm cân để nhẹ, để cho mọi ổng lại đem gọi già ổng dạ. Không nổi. Bây giờ là giảm lại là ăn ngày mấy tô, nói chứ nghe ơi. Ăn một tô một tô thôi. À là giảm lại còn một tô hả? À? Hôm trước là ăn mấy tô? Hôm trước là ăn 3 tô, hôm nay giảm lại là còn tô. Một tô à, giảm cân mà tôi nhẹ cho ông nội ẩm, không phải giá. Nhưng mà giảm này, hiểu giảm, nói con thôi. Còn không có giảm ký mà còn tăng lên nữa hả? Tăng lên nữa, rồi tăng rồi. Lên nữa. Bây giờ con hơi gì? Hơi gì ăn uống. Còn như ăn uống đó. Thì, còn, nhiều. Còn bé Nhân thì mấy nay là trải qua một quá trình là thi cuối kỳ. Mấy nay con thi là thấy cũng ổn ha. Rồi còn mấy ngày nữa là xong con? Con cũng chưa biết nữa. Thi bất chợt vậy đó. Ủa? Là phải có lịch chứ sao bất chợt con? Tại có nhiều lúc mà con hết tiền đóng tiền thi á. Rồi cái ông thầy ông kêu đóng tiền thi. Rồi con không biết lấy tiền đâu đóng tiền thi nữa. Ủa? Là cái này là ví dụ như là thi á thì tới đợt thi thì thi chứ sao mà đóng tiền gì? Là đóng tiền giấy thi á. À đóng tiền giấy thi hả? Làm đề thi để in đề thi đó hả? Dạ. Rồi thi một ngày á thì ổng cho thi hai môn. Mà có ngày á thì cho thi bất kỳ á. À. Thi môn bất kỳ á. Là lúc đó là kêu đóng tiền để in đề thi rồi không có tiền in nó hen. Dạ. Vậy có chạy về xin ông nội không? Lúc đó chạy về không có được. Vậy hả? Vậy mượn thầy, nói thầy cho con mượn đỡ. Mượn bạn cái bên đó rồi đóng tiền xong rồi ngày mưa lên trả. Rồi cố gắng lên, cố gắng sau năm nay là được giấy khen nha. Cho ông bà cô bác thương con nha. Dạ. Thì hôm nay ngoài việc trao tiền thợ lần đầu á chú ba, cũng có cô chú giúp đỡ thêm được một phần nữa. Thì con đọc lên đây luôn ha. Trước tiên là có cô Khanh ở Úc đã gửi 2.562.000 là gửi tặng hộp thuốc này nè, lại tặng cho bé Danh để cho bé Danh đem đi tặng ông Bảy á. Dạ. Thì hộp thuốc này với giá là 850.000, tại vì hộp này là hộp lớn có 750 viên trong đó cô chú anh chị. Còn với lại là 1.000.000 để mua sắm sách vở cho bé Nhân năm tới. Dạ. Thì còn lại giao lại cho ông, cho ông nội, ông nội mua đồ ăn cho các cháu. Dạ. Thì với tiếp theo là cô Hai ở Phước Hải, Vũng Tàu gửi 2.000.000. Rồi tiếp theo nữa là cô Linh ở Nha Trang 500.000 đồng. Anh Bùi Quang Tú 1.000.000 đồng. Cô Lăng Hồng ở Mỹ 300 USD đổi ra được 7.650.000. Dạ. Cái phần của cô Khanh này nè, chút xíu nữa con sẽ trao cho chú, tại vì cô muốn là gửi cho chú để cho chú mua đồ ăn ăn. Dạ. Thì còn cái con chỉ cộng lại cái phần tiền dưới thôi. Cộng tổng lại là 11.150.000. Với lại cái lần tiền hôm trước con giữ của chú á là 32.770.000. Là cộng lại là tổng lại 43.920.000. Thì hôm bữa cũng có chích ra 15.000.000 để chuộc ba của bé Nhân về cô chú anh chị với giá tiền là 15.000.000. Thì trừ ra xong thì con còn giữ lại đây là 28.920.000. Dạ, thì để sắp tới trong quá trình xây dựng thì con sẽ bàn giao cho thợ thầy. Rồi cái phần tiền ví dụ như xây dựng phát sinh lên thêm 20.000.000 nữa nè, là thiếu 20.000.000 á. Thì trong khoảng thời gian sắp tới cô chú anh chị gửi về thì con sẽ cập nhật vô đây thêm. Rồi lúc đó tới lúc bàn giao nhận bùa sẽ tổng lại hết luôn cô chú anh chị.
Đây là những phần tiền mà cô chú đã gửi về, Nhân vừa nhận được, Nhân vừa đọc lên đây. Còn những phần tiền mà của cô chú gửi về nhưng mà con chưa nhận được á, thì con chưa có cập nhật lên. Rồi, cái phần tiền khi nãy của cái cô gửi cho chú nè, đây con gửi lại cho. Còn lại 1 triệu. 1 triệu này là nó là mua sách vở cho bé Nhân trong năm học sắp tới ha, mua sách vở. Rồi còn dư lại là 710.000 thì con gửi lại cho chú để mua đồ ăn cho các cháu ha. Đây. Rồi sao chú ba có lời nào muốn gửi đến quý mẹ thường quân không? Cũng có lời gửi cảm ơn nhà mạnh thường quân, cộng đồng mạng trong ngoài và ngoài nước đã giúp đỡ cho ông cháu thì rất là cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay á cũng rất là mừng tại vì ngôi nhà của ba ông cháu đã được tiến hành rồi của chú anh chị. Cứ ngỡ là không xây được thôi mà bây giờ đã xây được, rất là mừng. Rồi Nhân bây giờ con có lời nào muốn gửi đến quý ông bà cô bác không con? Dạ, con cảm ơn quý ông bà cô bác đã giúp đỡ cho gia đình con. Rồi con phải cố gắng ngoan ngoãn nghe lời ông nội nha. Dạ. Rồi cố gắng học giỏi nữa, đừng có nghỉ học. Dạ. Để sau này lớn lên còn phải quay lại giúp đỡ cho các bạn nhỏ nữa, hiểu không? Dạ hiểu. Còn Vân nè, có chú cô thì cho thuốc đó, có lời nào cảm ơn không? Con có nhắn hồi nãy rồi, Nhân cảm ơn rồi, Nhân cảm ơn rồi. Thì chắc có lẽ Nhân vừa cũng xin kết thúc video này tại đây. Rồi sắp tới ngôi nhà xây dựng lên và trao tiền lần 2, lần 3 thì Nhân vừa sẽ cập nhật tiếp tục cho cô chú anh chị cùng được biết. Và nhân đây Nhân Bùi cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng với Nhân Bùi để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là giúp đỡ cho ba con cháu của bé Nhân có được một căn nhà mơ ước tránh mưa tránh nắng trong mùa mưa sắp tới này. Giờ thì Nhân Bùi và ba con cháu của bé Nhân xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe cha của cậu bé 10 tuổi nói mà bất ngờ, nói thời gian sau này ổn định sẽ kiếm thêm một cái người vợ để lo cho hai người con, một cái người khi có tặc một cậu con trai. Thì cái câu chuyện người cha của cậu bé 10 tuổi và nói công việc xong sẽ lấy thêm một người vợ. Thì đây là cha của cậu bé chia sẻ cả nhà. Thì sự việc như thế nào Thanh chúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ hơn ạ. Con nghĩ là sắp tới là sẽ có vợ khác không? Dạ, nếu như mình sống con lớn chút rồi thì mình cũng có thể là để nhẹ lo rồi mình có thể kiếm thêm để một người để tâm sự thêm chứ. Giống như bà bạn vậy ha. Dạ. Bây giờ thấy có quá trời nhiều khán giả em muốn làm quen với anh luôn nè, rồi anh tính sao đây? Thấy anh Công rất là đẹp trai, rất là nhiều các chị muốn làm quen luôn. Em nói thiệt, cái này là em nói thiệt á. Dạ, nếu như có làm quen được á thì cũng làm quen cũng vẫn được bình thường mà. Công sẵn sàng là để quen những người mà có tâm có ấy này kia để quan tâm tới gia đình mình thì cái đó là mình rất là cảm ơn. Dạ. Nói chung gia mình cũng không có nắm rõ được bên cái phần của vợ là như đi như thế nào, là do cái hoàn cảnh sao mà bỏ đi thì cái đó mình cũng không có nắm được tới hết được. Thì cũng như là một thời gian sống chung á thì cũng nói này nói kia thì cái chuyện vợ chồng thì nó chén trong úp sống còn khua mà. Đó mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ nhặt thôi chứ đâu để mà tới nỗi mà để phải bỏ đi như vậy. Nhưng mà cái lý do đó bỏ đi á thì nói thật là Công cũng không biết vì lý do gì. Dạ. Nhưng mà em biết thêm một cái thông tin là lúc mà mẹ của bé Danh với bé Công á, khi mà hai anh chị ở với nhau á, là lúc sanh bé Danh là chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi, là đúng không anh? Dạ đúng ạ. Rất là bất ngờ luôn coi chị. Là lúc sanh bé Danh là chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi. Là lúc bé sanh bé Nhân là mấy tuổi? 17, 18 tuổi. 17 tuổi. Là lúc đó anh nhiêu tuổi? 20 mấy rồi. 20 mấy hả? Là lớn hơn chắc khoảng hơn 10 tuổi hả? Hơn 10 tuổi. 13 tuổi. À, sao quen được hay vậy? Ông nói chung ra thì cũng do là duyên nợ của kiếp trước hay sao á. Là cũng như là cha vợ và cha ruột cũng đi làm mướn chung một chỗ á. Rồi cũng là quen biết vậy, rồi trong khi đó là hết vụ á. Rồi
cha vợ thì cũng có dẫn dắt vô nhà, nói từ nhà của chú thì cũng vậy đó, rồi con thấy cái thì cũng vô chơi. Ừ. Thì nói vậy thì tình cảm mình cũng thiệt. Dạ. Thì mình vô tới chơi lui chơi thì trong khi đó thì hai đứa quen nhau. Ừ. Lúc đó là vợ mấy tuổi? Lúc đó thì còn nhỏ mà, thì là khoảng 14, 15 tuổi đó. Lúc đó là còn nhỏ xíu luôn hả chú anh chị? Trời ơi, mà vậy mà anh cua dính cũng hay ha. Nói chung là cái đó không phải lễ đâu, nhưng mà tại vô cái duyên nó tới vậy thôi chứ. Nhưng mà đáng tiếc cái là không có được lâu dài anh ha. Đúng rồi. Ừ, coi như là có duyên có nợ không được lâu. Dạ. Ừ. Rồi từ cái lúc mà chia tay nhà đến hiện tại bây giờ là anh có gặp lại chị không? Dạ không. Dạ. Liên lạc hầu như chỉ có được một lần liên lạc ở lúc đang đi trên Bình Dương. Ừ. Mà cũng nói là ở đang kẹt ở trển, rồi tính xin tiền đừng về quê. Ừ. Đó cũng như là vợ anh xin anh hả? À, cũng nói là ấy anh có tiền cho em xin vài trăm để em về quê. Ừ. Thì nói chung ra lúc đó thì mình cũng trong túi mình cũng không có còn tiền nhiều quá, không có tiền á. Thì nói đâu em ở đâu để anh biết được để anh đưa hoặc là này kia. Ừ. Rồi là nó nói chuyển vô số tài khoản này. Ừ. Mà nhưng mà em thật sự không phải là số tài khoản của nó nên em không dám chuyển. À. Rồi từ đó giờ tới giờ là không có gặp lại. Là từ lúc đó tới giờ luôn là không gặp lại. Khi hôm bữa em á, nghe bé Nhân nói chuyện với mẹ là em có nghe cái một cái đoạn. Con còn nhớ cái đoạn mà mẹ con nói với con là ba có vợ rồi không? Nó là phải hỏi ý kiến vợ gì đó. Là con có nghe đoạn đó không? Không chú nghe. Chú lúc đầu chú không nghe, chú về chú nghe lại chú mới nghe. Con có nhớ không? Dạ nhớ. Mẹ điện về rồi nói là cha con á đi theo vợ rồi hỏi ý kiến vợ rồi bỏ mẹ nói gì đó. Nói là cái gì lúc mà điện thoại á, điện thoại nói là cái gì mà nói, anh nói là phải hỏi ý kiến vợ. Nhưng mà thật chắc là từ lúc khi chia tay đến giờ là anh có quen người nào và có kết hôn với người nào khác không? Dạ không có kết hôn người nào khác hết. Ừ. Chỉ vậy thôi, cứ sống vậy để lo thôi chứ. Dạ. Rồi bây giờ thì cũng đừng có suy nghĩ xa xôi nữa ha, giờ cứ lo cho con để cho con có cuộc sống đỡ vất vả hơn với lại thiếu vắng tình thương của cha. Em nghĩ là anh nên tìm việc ở đây đi anh ơi. Tuy rằng là lương không cao thiệt nhưng mà gần cha của mình, gần con của mình, phụ giúp chú ba chăm sóc cho bé Danh. Cái chú thì cũng sắp tuổi già rồi. Thì là năm năm rồi á. Ừ. Là cũng có bàn với cha rồi. Ừ. Là tính năm nay á là đừng là rút nghỉ công ty, rút bảo hiểm đừng về. Ừ. Nên kiếm là đi mới coi trên Facebook đó là. Ừ. Trong vòng 3 tháng thì mình về, là trong khi đó là rút bảo hiểm trên kia nữa là mình về đây nương sống luôn. Ừ. Đó nên mới vô hoàn cảnh đó để bị mất mười mấy triệu. Ừ. Thêm đó thì bây giờ em nghĩ là về đây nè, thứ nhất là anh sẽ đi làm công việc gần ở đây rồi mình có thể. Dạ. Chăn nuôi thêm, nhà mình còn giường còn gì không, còn chăn nuôi được không? Dạ không có giường gì hết. Vậy không đã hết trơn luôn rồi. Ừ, nếu như đi làm được thì ở gần được, đi sáng đi chiều về thì nó con cái ở gần cũng tiện hơn. Dạ. Ừ. Với lại mấy này cũng có nhiều cô chú hỏi nói sao từ lúc bé Nhân, ba bé Nhân về tới giờ không thấy quay ba bé Nhân nữa. Cái lý do là nhà Bùi muốn để cho anh được như là nghỉ ngơi á cô chú anh chị, tại vì trải qua một cái quá trình phải nói là coi như là mình đi luôn rồi đó đúng không anh? À, giờ về được đến nhà, về được với con rồi cho anh nghỉ ngơi với lại dưỡng sức nè, với lại có thời gian tâm sự với con nữa. Ừ. Rồi bây giờ thấy mấy ông cháu được căn nhà anh thấy sao? Dạ rất là vui ạ. Dạ vui ạ. Mình không nghĩ là mình làm cả đời bây giờ chưa chắc gì được xây được cho ông cháu được căn nhà như vậy. Ừ. Đó nên nhờ cộng đồng mạng chứ các nhà hảo tâm rồi này kia để giúp đỡ cho mình như vậy, mình rất là cảm ơn, rất là mừng vui. Dạ
Thì hôm nay em trở lại đây thứ nhất là cũng làm cái lễ khởi công cho ngôi nhà nè, rồi với lại là nói chuyện với anh thầu lại về cái phần thiết kế lại ngôi nhà của mình. Hôm trước là nói là chỉ là một phòng thôi, nhưng mà bây giờ là anh có anh về rồi, với lại có rất là nhiều cô chú anh chị là góp ý kiến là kêu làm hai phòng để cho khi nào anh về hoặc là sau này anh có vợ nữa thì có một cái không gian riêng. Anh có nghĩ là sắp tới là sẽ có vợ khác không? Dạ, nếu như mình sống con lớn chút rồi thì mình cũng có thể là để nhẹ lo, rồi mình có thể kiếm thêm để một người để tâm sự thêm chứ. Giống như bà bạn vậy ha. Dạ. Bây giờ thấy có quá trời nhiều khán giả em muốn làm quen với anh luôn nè, rồi anh tính sao đây? Thấy anh Công rất là đẹp trai, rất là nhiều các chị muốn làm quen luôn. Em nói thiệt, cái này là em nói thiệt á. Dạ, nếu như á có làm quen được á thì cũng làm quen cũng vẫn được bình thường mà. Công sẵn sàng là để quen những người mà có tâm có ấy này kia để quan tâm tới gia đình mình, thì cái đó là mình rất là cảm ơn. Dạ. Bấm. Ba của cậu bé 10 tuổi kể lại cái cách mà ở ngoài biển làm như thế nào và cực khổ như thế nào. Bây giờ về được nhà quá mừng, thì mời cô chú theo dõi video sẽ rõ hơn à. Về ở ngoài đó tuy rằng là không có được lâu, là tầm khoảng 2 tuần đúng không anh? Dạ. Nhưng mà đối với anh là cái khoảng thời gian đó là khoảng bao lâu? Nếu như theo suy nghĩ của anh á. Nếu như mà theo suy nghĩ á là nó dài hơn mình làm trên bờ là gần cả năm, trên cả năm. Vậy hả? Dạ. Có 2 tuần ở ngoài biển mà gần cả năm ở trong bờ vậy hả? Dạ. Anh có thể kể lại cái quá trình từ khi mà anh đi xuống dưới biển á, là mình làm công việc của mình mỗi ngày nó sẽ như thế nào không anh Công? Cái đó thì nó nhiều cái... Ở trước trên 50 ha. Dạ, đây gửi anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của kênh của mấy anh em. Hôm nay Nhàn Bùi đang có mặt tại huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ. Và chính chỗ Nhàn Bùi đang đứng đây là ngôi nhà của một cậu bé rất là đáng thương mà Nhàn Bùi đã quay từ trước đến nay cô chú anh chị. Đó chính là bé Nhân. Hoàn cảnh đã bị mẹ bỏ từ khi còn rất là nhỏ, và ba thì hôm trước cũng gặp nạn ở ngoài biển. Nhưng rất thời may là bên kênh Thanh Nhàn Bùi với lại anh Chính đã hỗ trợ đưa bé ba của bé về được nhà rồi, rất là mừng luôn cô chú anh chị. Thì hôm nay là ngày mùng 9 âm lịch, nhà của ông nội bé Nhân làm lễ khởi công để xây dựng ngôi nhà. Bây giờ thấy xung quanh là dọn dẹp sạch sẽ hết rồi cô chú anh chị. Rồi thì hôm trước thì Nhân Bùi cũng đã có công bố lên là làm ngôi nhà với diện tích là dài là 9 mét đúng không anh Chính, là ngang là 4 mét rưỡi. Nhưng bây giờ sẽ thay đổi của chú anh chị, thay đổi hoàn toàn luôn, không có làm giống như hôm trước nữa, thay đổi hết kết cấu luôn anh Chính. 10 mét, mình ăn 4 mét. Bây giờ làm lại hết luôn. Thì tại vì anh Chính biết sao không, là hôm trước là anh tính là làm cửa mở, rồi anh Chính thì nói là làm thì nó dính ngay chân cái đường mình đi ra ngoài đó, ngay cái đường đi á. Thì bây giờ là đổi lại là làm lại một cái bể bên này, cái bể bên này khoảng chừng tầm khoảng một mét đi ra ha. Anh làm sao mà cho được một cánh ở nhìn thấy cái này nè anh Chính, một cánh nhìn thấy được ra ngoài lộ, một cánh nằm trong. Dạ cánh đúng ngoài. Rồi chú ba qua đây luôn chú ba. Đây sẵn có ông nội của bé Nhân thì bàn với chú luôn, tại chú ba cũng là chủ nhà. Nhàn Bùi chỉ như là giúp đỡ xây dựng lên á, thì
chỉ là phụ thôi, còn chú ba là chính. Bây giờ con tính như nè, tại vì có cô chú kêu á là làm ở trong này á, thì nhìn từ đây mình nhìn ra thì ngay cái dắp nhà của ở phía trước. Bây giờ làm một cánh ở đây với lại một cánh bên đây, cái tim nhà không có ngay giữa đường, chú thấy sao, được không? Được cái đó được à. Làm gì được. Anh Chính thấy làm vậy là có khó khăn gì không? Không, làm cái gì cũng được, cánh trong cánh ngoài. Cánh trong cánh ngoài đi. Ừ. Làm cách nào cũng được. Dạ. Bây giờ làm tránh cái đường hàng ba tao dùm ngay vô nhà. Đúng thôi. Đúng rồi. Thì làm cánh trong cái ngoài cái là chỉ là ở ngoài dùm vô thấy nửa cánh thôi. Dạ đúng rồi, là thấy một bên thôi. Ờ một bên. Là cái như cái tim là mình không có ngay cái giữa cái đường lộ là đúng rồi. Là thì được. Cái đó là nó chịch tim rồi. Ừ. Tim nằm phía trong. À, với lại hôm bữa tính là làm một cái phòng khách, làm một phòng khách đây vô đây chứ ba. Là hôm bữa tính là con với anh Chính tính á là làm một cái phòng khách đây, là chia làm hai, là mỗi cái 4m, ở trong là một phòng 4m làm phòng rộng, nhưng mà bây giờ thay đổi luôn chứ vậy không có làm như vậy nữa, hai phòng. Sẽ đổi lại hết luôn là làm rộng ra hai phòng để hôm trước thì lúc mình lên tính vậy á là ba của bé Nhân chưa về, rồi bây giờ ba bé về rồi thì chắc là phải cần thêm chỗ để ở. Đúng rồi. Hay chứ ba. Dạ. Ừ. Vậy xây hai phòng càng tốt. Hai phòng là càng tốt ha. Bị gì nó về đây thì nó một phòng, còn hai nhóc thì một phòng. Ừ. Nếu như vậy diện tích có đủ không anh Chính? Đủ. Một phòng 3 mét. Lọt lòng ở trong này là mấy mét? Từ cái buồng từ mặt trước ra đằng sau là 9 mét, chia làm 3 phòng. Là tính từ cửa cái đi ra đằng sau là 9 mét. À. Đằng chia ra làm 3 là mỗi phòng 3 mét. Mỗi phòng là 3 mét. Rồi ở phía trước là 3 mét. Rồi. À, rồi đường đi anh tính làm đường đi ở đâu? Đường cặp ở đây nè. Đường đi bên này hả? Đường đi bao nhiêu? 1m2 còn lại 3m5. Đường đi 1m2. Ừ, rộng. Ủa, bề ngang 4m5. 4m7 lần. 4m7 hả? Dạ, lăn gà. Ủa sao ra tới 4m7 như vậy? Lăn gà. Không biết bộ nó nở hay gì sao vậy? Đất nở. Đất nở. Vậy là 4m7. Chưa đường đi 1m2 còn 3m5. 3m5 vậy là cái phòng á thì mỗi phòng diện tích là 3 x 3.5. Ừ. Vậy cũng được chứ bà thấy vậy có không, em được rồi cái vừa được em hồi đó một phòng bây giờ là bây giờ hai phòng rồi chứ nhưng mà nếu như vậy cái phòng khách là tới đâu anh Chính, anh chỉ giùm em anh có phân chưa, phân thử phòng khách có phòng này đây nè, tới đây hả? Ừ. Tới đây. Ừ. Vậy là cái dắp phòng khách ở cái buồng đây là ngay qua luôn rồi vô đây là cái đường đi ở phía bên này. Nếu vậy thì mình vừa bước qua cái mé cửa buồng cái mình làm một cái cửa đi ra ngoài toilet, ố ra ngoài nhà bếp à? Rồi ra nhà bếp rồi đó lại vệ sinh, lại cầu vệ sinh đó. À. Rồi cái đường đi ở đây. Đường đi đây nè. Đường đi ở đây làm cái phòng vệ sinh thì làm trên đường đi luôn hả? Ừ. Đi qua đây nè chú ơi. Là hai phòng sẽ nằm tới đây một phòng. Ừ. Đây ngang đây một phòng. Rồi ở phía sau này một phòng. Ừ. Là hai phòng. Dạ. Nữa anh làm cái cửa qua bên cầu thì tránh chỗ này. Tránh cái vừa mình ra vừa tránh cái mặt vậy cửa là đó. Toilet sẽ nằm mặt. Cái cửa nằm ở trên cái đường đi vô mình qua toilet luôn. Ừ, vừa qua đây thì nếu vậy anh phải đặt cái này, đặt cái này cái mình xây cái này lại. Ừ. À. Gắn cái cửa phòng lên này. Thì cái này phía sau phải làm cái cửa. Ở phía sau này còn dư một xíu nè, mình làm một cái cửa hậu ha. Cửa hậu đi ra ngoài ngoài sau. Rồi gắn cửa sau. Ừ. Cái toilet này nó xây cao lên, lót gạch. Cái này làm lâu chưa chú ba? Khoảng 10 năm mười mấy năm lận. Nó khoảng lâu rồi, hồi đó mười mấy năm rồi hả? Mười mấy năm đó, hồi đó vay của nhà nước là tính 7 triệu nếu như tính mình đập ra mình xây lên luôn được không? Xây cái mới luôn được không? Xây cái mới cũng được mà muốn xây bự hay gì? Không, ý là xây cũng nghĩ như vậy nhưng mà nó cho nó mới lên hay là mình tô lên là nó đã không, mới bây rồi. Giờ mình kéo tô tường thẳng lại là nó mới à? Chứ có gì thì dán gạch lại. À. Anh dán gạch lại cho. Dán gạch lại. Dán ngoài 4 miếng gạch vậy đó. Ở phía trong mình dán khoảng 1m6, 1m8 gì anh cho cao để 4 miếng lại 1m6 rồi. 1m6. 1m6 rồi. Dán 1m6 đi. Sáu là cũng ngang đầu ngang rồi. Đầu ừ, rồi nè. Được rồi, tắm rửa nước nó không dặn. Sáng giờ cũng làm lễ khởi công đồ xong xuôi hết rồi ha. Cũng làm được mớ hả? Được rồi, móng rồi. Chút rồi anh cột đà. Là lấn ra ngoài phía này một xíu đây hả? Lấn ra được mấy mét? Mét 3. Ủa hơn 1m3. Đây đặt của ta còn đó. Dạ. Không có lấn nữa được. Bây giờ cái đây 1m3 nè. Vậy cũng được. Thì tính ra 3 x 3.5 thì cái phòng nó cũng khá là rộng rồi. Bé Nhân rồi chú ba. Nó bé Nhân có nhà không? Có nhà không con.
Rồi ba của bé Nhân hổm gà về có làm phụ không chú? Có. Làm phụ luôn hả? Làm phụ luôn, phụ hộ luôn. Rồi Nhân rồi. Mới có đi học không con? Dạ mới học về. Ra đây. Mới học về hả? Dạ. Rồi con nhìn lên đây nè, con chào ông bà cô bác đi. Con chào ông bà cô bác. Ừ. Này đi thi đúng không? Dạ. Thi làm bài được không? Dạ được, bài năm nay cũng dễ. Dễ hả? À tại hôm trước là hứa với em vừa là sẽ có giấy khen đúng không? Dạ. Bây giờ là chắc chắn phải có giấy khen nha. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ không còn làm một phòng nữa mà làm hai phòng rồi con xí phòng nào? Con cũng không biết nữa. Anh hai con ở đâu con ở đó. Dạ, sao? Không, bây giờ là con không có ở với anh hai nữa, giờ tách ra. Con ở với ba hoặc là ở với ông nội. Rồi anh hai con ở với ba hoặc là ở với ông nội, một người lớn một người nhỏ. Con ở với ông nội. Chọn ở với ông nội. Chứ không chịu ở với ba. Sao kỳ vậy? Tại ngủ với ông nội quen rồi. Là ngủ với ông nội phải không? Dạ. Thì ngủ phòng nào? Phòng trên hay phòng dưới? Phòng dưới đi. Phòng dưới là ở đâu? Phòng dưới là phòng này nè. Thôi. Ông nội ở đó đó. Nói chơi đùa thôi. Sẵn hỏi chú Vàng có gắn máy lạnh không? Phòng ở dưới là phòng này, phòng dưới là sát ở dưới này. Phòng này là để dành cho anh hai con đi qua toilet cho gần. Tại vì đây bế qua gần luôn á chú bà. À, cho gần. Nếu nhỏ với ông nội là lên phòng trên. Chịu không? Dạ chịu. Tại sao mừng không? Bữa nay thấy khởi công cất nhà mừng không? Mừng. Dạ mừng con. Dạ mừng. Mai mốt á, khi mà người lớn hỏi chuyện á, con nhớ là dạ nha. Để dạ. cho ông bà cô bác biết là mình là một đứa trẻ ngoan. Hiểu chưa? Dạ. Thì bây giờ anh định làm á, lúc đầu cũng dự tính là như vậy đó anh Chính. Rồi bây giờ làm ra hai phòng vậy rồi chi phí rồi thì sao? Hai phòng bây giờ anh lấy thêm một phòng nữa, rồi anh sửa này kia, rồi anh lập tôn lạnh đó. Tôn lạnh đôi giày thì cưng có nói đó. Đó là anh lấy thêm 20 triệu nữa. Thêm 20 nữa phải không? Là chọn gói hết luôn ha. Tại vì làm ra hai phòng nữa là hai cửa, rồi thêm hai cửa sổ, rồi toilet, rồi phải dán rồi. Thêm cửa hậu ngoài này. Cửa hậu nữa luôn. Nó là anh tính chọn hết trơn 20 triệu. Thêm 20 nữa. Giống như là đầu tiên là 120. Thì thêm 20 nữa là 140. Bây giờ tôn giày mà tôn lạnh. Nói vui này cô chú anh chị là lúc trước khi cất nhà cho con cháu thì có cô chú anh chị bình luận không biết là ai, nói là xây cái nhà ở đây nè, xây cái nhà lên về khoảng tầm 50 triệu 60 triệu. anh Chính thấy là 50 60 triệu xây đủ căn nhà không? 50 triệu thì làm gì được, tại ai mua thiết rồi cũ rồi làm chưa đủ nữa. Tại vì tùy vùng miền khác nhau, cô chú anh chị có thể là ở vùng khác không biết như thế nào, đất đai nó cứng rồi này nọ, chứ còn ở đây thì nó khác nữa đúng không anh? Chứ là giá cả là nó kiểu không khác. Như 50 triệu mà làm tiền chế được. Tiền chế ừ, tiền chế. Tiền chế thì giống như nhà cũ rồi. Toàn bộ là sắt không, sắt với tôn không, chứ không có xi măng gì đâu. Thì 50 triệu. Tại này nhà này 40 mấy 50 mét vuông luôn mà. Đó, rồi ra chứ ăn lợi nữa. Nó làm cái chữ ăn lợi ra lót gạch lại, cái này anh phải lót gạch ra chung màu lại luôn. Rồi từ lúc dọn nhà tới giờ rồi mấy ông cháu ngủ đâu chú? Ngủ nhờ bên nhà ở của con gái. Tắt nè. Rồi mấy bữa nay làm nhà nè chú ba, rồi ông cháu ở đâu? Ông cháu ở nhờ với nhà con gái với lại của đứa em út. À, là đồ đạc là gom gì dưới hết luôn hả? Gom gì dưới hết trơn gửi nó để sợ mà trời mưa gió nè. Nhà phía sau này là nhà của cô hai bé Nhân đó cô chú anh chị, là ngôi nhà này cũng là nhà tình thương đúng không chú ba? Dạ. Rồi bé Nhân này ngủ ở đâu? Ngủ bên nhà của bố út nó. Dạ. Đâu dẫn con vô thăm nhóc xíu rồi. Đây. Ở đây mới xây. Mới xây đó. Đi vô con. Mới xây nha. Đi học về ăn cơm chưa? Dạ mới về chưa kịp ăn cơm. Nhà chưa ăn cơm đó hả? Tội nghiệp không? Hãy nghe từ mấy chú về, con chị dắt về. Chào anh Công. Chào với anh. Có đèn mở đèn đi con, mở đèn lên cho sáng. Bây giờ là phải qua bên này để nhờ ở nhờ vậy hả? Dạ. Rồi mấy nay con khỏe không? Ra đây. Khỏe hả? Bé giờ là đi không có được cô chú anh chị, là phải di chuyển từ từ vậy á. Ăn cơm chưa con? Dạ, chưa. Chưa nữa hả? Sao không ăn cơm sớm đi? Con hơi hơi sớm, con hơi... ăn rồi. Vậy hả? Hồi sớm ăn gì? Ông mực cơm. À, nè chú hỏi nè, hôm bữa là
có coi đoạn video của chú với lại nhân em của con nhân vô thăm mẹ không? Không, con không có coi. Không coi hả? Bây giờ con muốn gặp mẹ không? Dạ muốn. Dạ muốn hả? Bây giờ sao gặp giờ? Con không biết nữa. Cười, không biết nữa. Qua đây con. Rồi anh Công từ lượt hôm bữa đến giờ sao rồi, sức khỏe sao rồi, ngồi đi anh. Từ hôm về tới giờ sức khỏe cũng khỏe lại rồi, khỏe rồi. Làm lại cũng cử động lại được nó thoải mái hơn nhiều rồi. Rồi về mấy nay tịnh dưỡng với lại là nghỉ ngơi rồi cũng đỡ rồi hen. Dạ. Rồi bây giờ em hỏi anh này nè anh Công, giờ khi còn nghĩ tới cái chuyện ở ngoài biển còn sợ không? Dạ cũng rất là sợ. Sợ ha? Sợ. Ám ảnh luôn ha? Ám ảnh. Nhiều khi nhắc tới chuyện biển thì nó cũng hơi lo nhiều trong người lắm. Dạ ha. Cái thời gian ở ngoài đó tuy rằng là không có được lâu, là tầm khoảng 2 tuần đúng không anh? Dạ. Nhưng mà đối với anh là cái khoảng thời gian đó là khoảng bao lâu? Nếu như theo suy nghĩ của anh á? Nếu như mà theo suy nghĩ á là nó dài hơn mình làm trên bờ là gần cả năm, trên cả năm. Vậy hả? Dạ. Có 2 tuần ở ngoài biển mà gần cả năm ở trong bờ vậy hả? Dạ. Chỗ để làm hoặc là này kia lắm, mình bơi vào xả lưới này kia đồ là nó công việc cũng nặng nhọc này kia. Nhiều khi nó cái tàu á nó quay lại mình nắm cọng dây bằng ngón tay vậy nè. 2-3 người là kéo, đứng là kéo mà trong khi đó máy đang chạy. Nặng lắm, làm rất là nặng. Rồi cái công việc anh làm ở ngoài đó là công việc gì? Rồi công việc chính của anh á thì là kéo cào với kéo dây đó rồi để mình kéo lên sông. Mình lựa cá. Lên cái phơm rồi là cá lên cái đồ chứa cá rồi á. Là bắt đầu cá xà ra thuyền đó, ra ghe đó rồi bắt đầu mình lấy sọt này kia để mình lựa tôm tép ra này kia, ra cá lựa riêng ra vậy đó, phân loại ra ha. Dạ. Cái lúc mà mình vừa mới đi ra ngoài đó anh Công thì mấy anh em làm chung với lại là tài công chứ đâu có chủ đúng không, là thuyền trưởng. Thuyền trưởng đối xử với mình sao, có tốt không? Thuyền trưởng thì nói chung ra thì là cũng tốt, là cũng không nói động gì mình nhiều. Chỉ là do những người mà cũng như là tài cái này kia với là bên cái thằng ấy cũng như là sắp xếp trong công việc là ướp cá này kia, là nó cũng như là trưởng đoàn của là công nhân mình làm. Đó là nó cũng có nói những này kia đồ đấy khó chịu hoặc là này kia đồ, nó không dám đánh mình nhưng mà nó nói những lời là nặng nhọc lắm. Giống như là mình làm không được việc thì sẽ nói nặng nói nhẹ, hành hẹ mình để cho mình làm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình nghĩ là con cái mình cũng phải cố gắng để mình vượt qua những cái đó, là mình cứ để buông thả, mình nói nhiều nói mặc kệ. Bây giờ chỉ cố gắng để làm thôi chứ còn không có màng tới vụ mày nói gì nó nói đi. Khi mà cứu được anh Công về rồi á cô chú anh chị, thì có rất là nhiều ông bà cô bác bình luận trên kênh của em luôn, nói là 15 triệu là một số tiền rất là rẻ là để chuộc một con người về. Có nhiều hoàn cảnh đó là chuộc tầm 40-50 triệu nè, có thể là 100 mấy chục triệu nữa. Chứ không phải là 15 triệu đơn thuần vậy đâu. Nhưng mà nói là anh Công mà về được về là rất là may mắn luôn á. Dạ đúng rồi. Mà nói cho đi ra rồi qua một ngày hai ngày đầu thấy sợ rồi. Là bắt đầu là tâm cứ niệm Phật, nói là cũng như là giấy cho thiền tận bình thôi gió. Hoặc là cho đi mãn chiến đừng về với con cái. Là nguyện ăn tương một năm thôi. Vậy luôn hả? Là nguyện ăn tương một năm để chả cầu bình an cho bản thân với lại để về được với con ha. Dạ. Thì trong khi 10 ngày đó không được thì 10 mấy ngày đó không được thì lại vô bờ thì lại cũng có cái được niềm hy vọng. Là điện về nhà thì cũng có được cái niềm hy vọng là để được về nhà với con. Nhưng mà tại mình bị hơi mắc hơn một số tiền cũng hơi lớn. Nó nên bây giờ thì cũng được thông cảm như vậy, cộng đồng mạng này kia đồ giúp đỡ mình như vậy cũng mang ơn rất là nhiều.
Thì anh Công hôm nay được về với con thì là coi như là một cái niềm rất là vui mừng rồi ha. Dạ. Thì hôm rày ở nhà anh cũng dọn dẹp nhà cửa hả? Dạ, cũng dọn dẹp nhà cửa này kia để phụ, để dựng tiếp lên căn nhà lên cho mấy ông cháu. Rồi anh có dự định là sắp tới là mình ở nhà không hay là đi làm kiếm việc làm ở xa nữa? Thì mình cũng như á là làm cũng đi làm xa thêm á anh, bởi vì để phụ lo ăn uống này kia chứ, dựng nhà lên xong rồi thì cũng phải lo ăn. Để cũng đi kiếm việc làm để đi làm ha. Dạ, nhưng mà là làm trên bờ thôi chứ không xuống biển, hoặc là không để bị lừa gạt như bị chặn gòi nữa. Nhưng mà ở gần đây có công việc để cho anh làm không, như là ở địa phương mình nè? Địa phương thì mình nếu như mình làm thì vẫn có. À, nhưng mà sao lại, không làm ở đây lại tiền thì nó lại không bằng mấy chỗ kia. À, lương thì nó sẽ không cao ha. Dạ. Có rất là nhiều khán giả bình luận trên kênh Nhàn Bùi của cô chú anh chị là nói rất là vui, nói trời ơi anh Công đẹp trai vậy đây mà sao mà bị vợ bỏ, tiếc quá trời tiếc luôn, tiếc giùm anh luôn á. Anh Công nhìn rất là đẹp trai luôn cô chú anh chị, là giống bé Nhàn giống bà đúng không? Nhìn dạ. Nó nhìn hai cha con rất là đẹp trai luôn. Bây giờ nè, lúc đó anh cũng chưa có gặp anh, chỉ gặp bé Nhàn, chỉ biết là mẹ bỏ đi lúc đó bé chưa có đầy một tuổi thôi. Rồi bây giờ anh có thể kể cái quá trình hồi đó là sao mà vợ lại bỏ mình đi, rồi con mình lúc đó chưa có được một tuổi nữa anh Công. Thì cái chuyện hôm nay coi như là một ngày rất là trọng đại đối với ông cháu của bé Nhân luôn của chú anh chị, là khởi công làm được ngôi nhà mơ ước cho ba ông cháu. Chắc hẳn đây là niềm mơ ước của ông nội lâu lắm rồi đúng không ông nội? Đúng rồi. Là bao nhiêu lâu rồi ông? Cũng mình cũng mong rồi đó, giờ đi để làm thuê làm mướn này nọ để kiếm một số vốn để mà sửa lại cái nhà. Dạ. Mà được hôm nay được cộng đồng mạng và bà con cô bác ở trong và ngoài nước giúp đỡ được ông cháu được căn nhà là hết sức vui mừng. Dạ. Cái đó là sự quá bất ngờ đi. Ông cháu mới mơ ước từ lâu mà có được căn nhà để mà kính mưa kính nắng để mà ông cháu nương tựa lẫn nhau. Dạ. Mà bây giờ có sự thật là quá vui mừng. Giống như là một giấc mơ ha chú ba hả? Đó là trở thành hiện thực. Chỉ mới chắc khoảng chưa đầy một tháng thôi cô chú anh chị, là từ một cái hoàn cảnh coi như là không có việc làm nè, rồi không có nguồn thu nhập nè, rồi tùm lum hết trơn, mà bây giờ lại có được căn nhà, con cũng lại được về với mình, rồi gia đình sum họp nữa, thấy rất vui ha. Rất vui. Dạ, thì con cũng chúc mừng cho gia đình hôm nay khởi công. Anh dự định là ngôi nhà khoảng bao nhiêu lâu thì xong hả anh chứ? Khoảng 25 ngày. Khoảng 25 ngày hả? Dạ hả? Là lúc đầu thì mưa gió. Lúc đầu tính tầm khoảng 3 tuần, nhưng mà bây giờ ra làm 2 phòng thì chắc là sẽ ấy hơn ha. Sẽ lâu hơn. Thì hôm trước anh với em bàn cũng là cái giá trị của ngôi nhà là 120 triệu, nhưng mà do là làm thêm một phòng nữa thì với lại là làm tôn dày lên. Hôm trước là nói là tôn lạnh, cũng là tôn lạnh nhưng mà 3.5 dăm đúng không anh? Bây giờ là làm cho 4 nó dày lên một xíu nữa là 4 dăm, để cho nó được bền một xíu với lại là nó không có nóng hết chứ bà. Thì thêm 20 triệu nữa là coi như là 140 triệu ha. Làm thêm một phòng. Dạ. Thì trước như về đây là trao cho anh Chính trước một phần ha, để cho anh Chính mua vật tư với lại trả tiền công thợ hàng tuần đúng không anh? Tuần nào có giá tuần đấy. Dạ hả? Thiếu đi tới lúc ấy trả luôn. Căn nhà còn hết luôn. Rồi xong. Thì em bây giờ lần đầu tiên này em trao trước cho anh 50 triệu ha. Rồi có thể là tới lần thứ hai thì gần lợp hay gì đó. Rồi tới khi nào được, anh thấy là lần hai khi nào được. Chừng nào lợp lên. Lợp đi ha. Tới ngày lợp đi rồi trao lần hai là khoảng nữa, rồi còn một khoảng thì tới bàn giao nhà thì sẽ trao hết ha. Đó là tính hết. Rồi ok, vậy em gửi trước cho anh 50 ha. Dạ, đây gửi anh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50. Rồi em gửi đủ ha, 50 triệu ha. Dạ. Thì đây anh ký vô đây giùm em. Tại vì khi mình bàn giao cái gì cũng phải rõ ràng giấy tờ rồi rõ ràng anh để cho nó dễ. Dạ, đây là 50 triệu. Rồi anh ký tên đây. Dạ, ghi tên luôn anh. Dạ, ok, cảm ơn anh. À, coi như là phần về nhà cửa thì coi như để giao lại cho anh chính ha. Rồi. Chứ, với lại là chú ba coi ở trong cái khoảng thời gian làm á thì cái nào mà mình cảm thấy cần sửa đổi hay là gì đó thì cô chú cứ góp ý với lại anh chính nha, để cho anh chính làm lại cho nó hợp lý. Gia đình là ông cháu ở chứ không phải là con ở đâu, thì cái đó thì để làm như thế nào thì chú cứ góp ý thẳng cho anh chính. Thấy vừa bụng chú ba đó. Ừ, ông đúng rồi. Ý thích nào thì mình theo đi. Dạ. Đi với ba. Rồi, vậy em cảm ơn anh chính ha. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Chính ơi. Chính ơi, cái